Cảm chào đầu mối, mong xin kính chào quý khách hàng, quý vị khán giả. Kính chúc quý khách hàng, quý vị khán giả có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Một video này mình cập nhật giá thịt gà công nghiệp tại vựa của Hai Hậu quý vị. Bây giờ là 1 giờ kém 20 phút ngày 9 tháng 8 năm 2024. Thì chưa 1 giờ sáng mà đây là có hàng, đợt hàng về đầu tiên rồi nè bà con. Là hầu như là sớm nhất sớm trước chợ luôn, chưa có bạn hàng luôn, là mình về mình đổ xuống cái đầu cái mới có bạn hàng chuẩn bị. Thì video này nhằm là cập nhật giá thịt gà công nghiệp và gửi đến cô chú anh chị em người bạn hàng, quý khán giả, quý khách hàng ở vừa biết được cái thông tin là thịt gà có rất là sớm luôn nha bà con. Chưa một giờ chưa có thấy bạn hàng nữa, chợ còn vắng que luôn. Là đã có rồi. Thì ở đây nè, đùi tỏi là tha hồ mà lựa luôn, bán đồng giá từ 6-7 lạng cũng có, 7-8 lạng thì nó lộn xộn vậy đó, là mình lại mình lựa. Còn em đó nó dục qua đây là cũng như sơ sơ vậy, nhưng mà chung đồng giá. Nay bán đồng giá phải không? Bán đồng giá mà cũng là ông chủ cũng nói đồng giá. Cái kiểu rỏi gọi là rỏi để cho cái người thích nhỏ vô ngay chỗ cái khu vực nhỏ, người thích lớn ở cái khu vực lớn rỏi, chứ cái này là bán đồng giá nè. Mấy này là 6-7 lạng nè, gốc tư mà 6-7 lạng là nằm đây nè, 5-6-7 luôn hả, nửa ký luôn hả? Dạ hả? Thì theo chia sẻ của anh chủ, anh nói là cái loại nhỏ này nè nó mắc hơn cái loại lớn này nè, 5.000 một ký đó nha, 5.000 một ký, nhưng mà ở đây họ anh bán đồng giá. Đúng rồi, bán ký khách hàng. Thì nó hao gà. Đúng rồi. Nó hao. Cái kiểu ở ngay chỗ ấy, công ty giết mổ gia cầm nó hao ở đằng công ty lấy bình mát. Nó số lượng nó bán mát rồi, nhưng mà giờ đây mình bán đồng giá luôn. Cái kiểu như theo anh nói là quyên năm nay nếu mà từ bây giờ là tháng 7 cho tới cuối năm là ở dựa anh bán là với cái tính cách là cũng như ưu ái cho cái khách hàng mới, thì anh cũng mới làm ăn qua cái ngành này thì cái chưa có lựa cái gốc tư này là không có lựa nhỏ lựa lớn gì hết. Trên như 2.000, nhưng mà người ta trên 5.000, mình cái kiểu là kế hoạch ha, kế hoạch sang năm á, kế hoạch sang năm. Còn điều kiện nữa chơi tiếp mà là cho thôi, ta lựa thoải mái luôn phải không? Cái kiểu như anh qua đó chia sẻ thì theo như anh suy nghĩ cái là kế hoạch năm tới á thì sẽ lựa ra loại nhỏ, theo loại nhỏ, loại lớn theo loại lớn, thì cái loại nhỏ nó sẽ mắc tiền hơn loại lớn là 2.000, nhưng mà cũng cái đó là theo cái kế hoạch dự tính vậy thôi. Còn nếu mà cái khả năng với điều kiện với lại kinh doanh mà tốt được, mà cái nhu cầu mà nó cân bằng được về giữa nhỏ với lớn á, là ở đây là ảnh sút luôn, ảnh khỏi cần lời cái 2.000 giữa nhỏ và lớn. Thì thông tin đến quý khách hàng như vậy. Hôm nay là đồ tỏi này giá nhiêu? Cái gốc tư nè, gốc tư toàn bộ này nhiêu? 54.000. Thấp hơn.
À, cái kiểu như hiện tại bây giờ là cũng như điều kiện là xe nhà đó quý vị, thành ra là buôn bán là cũng như mình chịu cực. Chứ nếu là cái loại này mà lò mà lại bỏ cho mình bán là cũng họ cũng bỏ, đã bỏ cái giá 55.000 rồi. Nhưng mà tại vì điều kiện xe nhà đó mình lấy thì mình về mình là giảm giá. Ồ. Oh. Rồi. Ở đây chợ về tới nơi bán 580 nha. Hiện giờ ở chợ bán 580. Vậy hả? Mà mình bán vậy á. Ôi trời đất ơi. Thôi chịu cực bán vậy thì mình có nhiều khách hàng hơn. Bán 66.000 luôn, bán rẻ hơn luôn. Cái này ông Hai Hậu nói vậy bà con. Cái đó là qua chia sẻ của ông Hai Hậu. Thì thông tin vậy nè, để mình chia sẻ lại cái lời anh nói. Nhiều khi anh nói bà con nghe không có rõ. Thì kiểu như nếu mình ở nhà thì lò đem hàng tới giao cho mình. Nếu mà cánh là 68.000 thì mình ở nhà người ta chở tới cho mình bán luôn á, là 68.000 đồng một ký. Còn anh đi anh chịu khó, anh đi anh chở rồi anh về tới đây anh lên lò anh lấy, anh lên tới công ty anh lấy, anh đem về đây anh bán là với giá là 66.000, rẻ hơn thằng lò đem lại đây bỏ là 2.000 đồng một ký. Thì từ cái mặt hàng cánh gà cho tới mặt hàng mà đùi tỏi rồi gốc tư rồi chân gà đều như vậy á. Tại vì là lên trên công ty gia cầm á là nó đầy đủ hết, thành ra anh mua đầy đủ hết để nguyên nữa. Tỏi này 68 luôn à. Tỏi 68 luôn. Tỏi 68 cũng bán 66 luôn. 66 luôn. Luôn đó. Nè, à, 68. Đúng rồi, 68 đúng rồi, thấy rồi. Ức là 46.000. À. Ở đây mình bán cũng 45.000. Ức 45.000 luôn. Ủa chịu chơi vậy hả? Thì tại vì thôi cũng cảm ơn anh cũng có hứng anh chia sẻ để cho bà con mà biết cái thông tin. Cái bảng này là nó quay cho bà con đây, cái bảng này là đúng rồi. Nó báo cho mình vậy là mình muốn đặt cái gì đặt, muốn dặn cái gì dặn. Đây là cái bảng này giống như chiều nó gửi cho mình, mấy công ty nó gửi cho mình vậy đó, gửi cái bảng báo giá vậy đó. Rồi anh muốn dặn cái gì là anh nhìn vô đây anh nhỏ nhắm bán là cái gì như anh dặn như vậy. Nè nhắm giá này bán được đúng rồi, tin không hỏi luôn. Ra đây chia sẻ bà con cái thông tin nóng hỏi luôn. Còn bên kia là đang xuống cá thì sớm lắm nha quý vị, chưa tới 1 giờ. Quá rẻ. Thì thông tin đến khán giả trên xem trên kênh, nếu bà con mà có mua cái thịt gà công nghiệp này để mình về mình kinh doanh chế biến hay là mình phục vụ cái món ăn gia đình đó thì mình tới mua mình tiết kịp hơn quý vị. Bây giờ bán rẻ mai mốt rẻ, có bán rẻ được không? Rẻ bán rẻ. Bán rẻ nữa. Thôi anh chia sẻ rất là cởi mở chân tình quý vị. Thì làm ăn là nó vậy, là chịu cực. Thì nó đúng ra là cái riêng cái ngành gà này nè, họ tới cái công ty họ lấy thì ít lắm. Đại đa số là lò tới bỏ. Ta bỏ rồi. À đúng rồi, là cái kẻ đúng rồi, ta trừ ngang trừ dọc rồi. Cái kiểu như người ta tính gọi là nó qua hết một trung gian á. Cũng như qua hết trung gian, còn đây anh lấy trực tiếp. Đúng không? Là mình bán chịu luôn. À còn có thông tin gì nữa nha bà con, để mình nghe cái thông tin. Thì gà này nè, cái chắc lên xe vậy đó với bà con, cái người ta lấy nước người ta xịt phải không, lấy nước xịt nặng mấy trăm ký. Mấy thằng lái đi giao rồi xịt nước lên cho nặng. À lại là mình chịu nè, rồi tới hàng lại nó khô mẻ rồi. Đúng rồi, hàng lời của mình lỗ. À đó anh chia sẻ cái đó là Hai Hậu chia sẻ nha quý vị. Có ai có hỏi ý kiến gì thì hỏi Hai Hậu, còn em biết chia sẻ thông tin thôi. Thì như vậy nè, cái kiểu trên một cái xe đó
là lên một xe vậy cái ta lấy nước người ta xịt thì nước nó mới dính trên miếng gà như nè. Rồi á, cái là tới đây bỏ cái cần, nhưng mấy video trước á là bà con thấy không, bỏ lên một chồng chồng bốn năm cái người ta cần, rồi hai hậu mới là ghi giấy mã đó xuống 4 kết 5 kết vậy bao nhiêu ký thì nước nó nằm đây nè, cái đầu của mình đổ ra đây là nước nó mới là nó rõ đi rồi còn là thịt gà không, là cái phần nước đó một xe như vậy á là 200-300 ký theo như nó mà chia sẻ, mà cái xe mà cái gần 3 tấn gà 3 tấn mấy 4 tấn á là nó lên cái 200-300 ký là bình thường. Là chút nữa thì ví dụ gà trong công ty người ta xuất ra là 3 tấn 2 đi, mấy anh xịt nước là tới họ anh đem lại hai hậu giao là 3 tấn rưỡi rồi, nhưng hai hậu bán ra là không được 3 tấn rưỡi tại vì nước nó sẽ khô rồi nó rõ đi, nước làm sao mà nó dính trong con gà này được, cũng như nó dính nó động làm sao á, rồi cái đầu cái lật tới lật lui vậy á thì cái phần nước đó sẽ mất đi, rồi cũng phải bà con cũng phải chịu một phần gà nó dính nước, chứ không phải là nói ra cái người tiêu dùng mà gà nó không có dính nước thì không phải, cũng có nhưng mà ít, mà đại đa số là cái người á mua á là chịu nhiều, theo như lời hai hậu chia sẻ vậy đó bà con. Thành ra là ảnh mới đi, ảnh lặn lội, ảnh đi, ảnh tự chở cái gà, ảnh cũng có điều kiện đó, ảnh có xe đó, ảnh chở luôn về ảnh bán rẻ luôn, cái kiểu vậy. Thì mình thông tin đến với các khán giả yêu quý của kênh Chợ Đầu Mối Hóc Môn từng ủng hộ kênh bấy lâu nay đó, biết được cái thông tin rồi cái mặt hàng nguồn gốc nó rõ ràng rồi, lúc nào là thịt gà ở đây có rồi giá bán như thế nào thì mình cập nhật, mình giới thiệu cho bà con đến mua. Thứ nhất là nếu bà con mà đang kinh doanh về cái mặt hàng thịt gà thì đến đây bà con nếu mua rẻ hơn thì bà con kinh doanh nó hiệu quả hơn, mình cũng chúc mừng cho bà con. Thì cũng như là cái sự cố gắng chia sẻ để kết nối dưới cái người tiểu thương với lại cái người tiêu dùng, người kinh doanh để bà con làm ăn có hiệu quả, là cái đó là cái mong muốn của kênh Chợ Đầu Mối Hóc Môn khi thành lập kênh đã nghĩ như vậy rồi quý vị. Thành ra kênh của mình không có lấy tên mình, lấy cái tên là Chợ Đầu Mối Hóc Môn là như vậy đó. Lựa sơ sơ ra cũng rỏi kiểu rỏi để cho người cần lớn thì lại ra lấy, lại cần nhỏ đây lấy khỏi cần sóc, không có sóc sổ. Nhưng mà qua cái chia sẻ đó thì nó ngay tại cái chỗ anh cũng nhiệt tình quý vị, thì anh mới chia sẻ đó, chị đó mở hàng luôn á, chị khách hàng đầu tiên luôn. Anh chia sẻ nào là xịt nước rồi ba giá bán, dám chia sẻ luôn cái giá lò anh chào anh đó. Đó mình cũng có quay điện thoại sát vô, nếu quý khách hàng có để ý thì cứ dừng video lại đó phóng to lên mà xem, là cái đó là thông tin của ông chủ hay hậu đưa cái thông tin, chứ không phải là mình tự biên tự diễn, đây là mình chia sẻ hoàn toàn trung thực quý vị. Làm video ở cái kênh của mình thì cứ vậy, có mong muốn là cái người xem trên kênh có cái lợi, mua hàng ở đâu được rẻ, mua hàng ở đâu chất lượng để mình kinh doanh nó hiệu quả. Thì đợt hàng này là mới lại đầu tiên à quý vị, còn nữa, còn về nữa. Thì chung quy ra đồ hiện tại bây giờ đó, nó mắc thì dự hậu bán ngày chắc cả chừng 5 tấn khoảng đó quý vị, chứ không nữa. Anh này anh giỏi, chủ giỏi, mà riêng cái giới chủ của Chợ Đầu Mối không phải nó là mình khen, cứ anh nào mà giỏi ra anh nào làm cực nhất là ông đó chủ, chứ không phải mà ông chủ mà ngồi mà cũng sung sướng và khỏe gì đâu. Thấy anh nào giỏi anh nào làm mà dữ dàng nhất, anh nào mà thấy mà xông xáo nhất, tham công tiếc việc nhất là anh đến chủ, giới chủ Chợ Đầu Mối không cực.
đó, anh mới phi lê ra anh chặt nhỏ nhỏ ra luôn á, khách hàng yêu quý và cái khách hàng mở hàng luôn á. Ta khách hàng mở hàng ta phải xin hung cái trời, nhưng bà con thì để bụng mấy hảo. Khách hàng mở hàng đầu tiên nè, phụ nữ phải xin hung cái chứ. Vô bó tay mình luôn. Nửa ký luôn nha bà con, nửa ký luôn. Thì cái kiểu như á, gà mà lớn á, thì nó có thịt có bắp, thì làm ra đầu lòng của nó đó, thì bỏ ra cái đầu lòng á ít để cái họ đạt cái ký lô hơn. Còn riêng mà con gà nhỏ lại đầu lòng á, cái tỷ lệ á, thịt ra thịt á, thì ít, mà đầu lòng thì nó nhiều, thành ra nó heo, nó cái từ heo là nó vậy á. Thành ra là cái con gà nhỏ đó họ bán mắc tiền hơn tại lò á, tại công ty á. Đó, coi ông chủ á, chủ cũng bưng vô đổ hào hào làm chết cha luôn. Thì để anh đổ xong á rồi mình cập nhật hết. Thì theo như chia sẻ đó, thì hiện tại bây giờ là gốc tân này bán 54.000, đùi tỏi 66.000, cánh 66.000 cho tới 65.000, chân gà lớn 75.000, chân gà trung 50.000, chân gà nhỏ 45.000 đồng một ký. Còn riêng về cái mặt hàng mà ức gà là 45. Nó khác đâu. Sao anh đâu có nói phép đâu, bó tay không nói chứ. Nè đây nè, là hôm nay là ngày 9 tháng 8 nha quý vị, bây giờ là 1 giờ sáng rồi, ngày 9 tháng 8 năm 2024, là hiện tại bây giờ ức gà này chỗ Hai Hậu là bán là 45.000 một ký. 45.000 phải không? Đó, 45.000. Nói đâu phải nói phép đâu. Nói chứ mình chia sẻ cái chỗ bà con tiểu thương, hay chỗ nào mình quay video mình dám hứa với quý khán giả là nơi đó đó họ tương tác tốt, ví dụ mình có quen hoặc là tương tác tốt đó, thì mình mới làm video. Chứ mà những cái chỗ mà cái kiểu mà họ tương tác không tốt đó, với lại khách hàng, với lại cũng như cái giao tiếp đó, họ căng căng nha, là mình không dám chơi. Mình không dám hỏi, mình cũng sống nó ngay, mình cũng dạng phục loại cũng hiền bà con. Còn cái đầu gà này nhiêu? Đầu gà này khoảng 20 hả? 28. Đầu gà mua 1 2 ký thì bán 15. À. Nhiều giá vậy hả? Anh nói 1 ký thì bán 15, 5 ký thì bán 14, 10 ký bán 13. Đầu gà nè, mua 10 ký bán 13 ngàn một ký, 5 ký thì bán 14 ngàn đồng ký, 1 2 ký thì bán 15 ngàn đồng ký. Thì riêng bà con tiểu thương ở chợ đầu mối môn đặc thù là chạy à, thấy à, bán cái cách đó đó. Cứ hảo mình mua một ít đó, thì họ bán mắc, mà mình mua càng nhiều càng rẻ tới mức có thể được đó. Cái kiểu vậy á. Còn cái qua những cái video mà mình lên trên công ty á, mình chia sẻ cái nơi mà họ công ty mà gia cầm á, chế biến gia cầm đó, bà con thấy không? Cái con gà mà treo lên cho tới con gà mà nó ra cái ức mà nằm một chỗ rồi cánh một chỗ, chân cái chân một chỗ rồi góc tư một chỗ, 5 phút từ khi treo con gà lên là tới mà ức ra ức, mà đùi ra đùi á,
5 phút rồi bà con, nhanh lắm. Ủa còn nữa làm sao, lựa gì á Vàng? Lựa cái nhỏ ra hả, khách khỏi sốc hả? Lại ngay đó là bợ là hốt thôi phải không? Cái kiểu ảnh lựa cho khách hàng riết á, rồi giờ ảnh bể rồi ảnh lo ảnh lựa trước rồi ngồi để cái cân đây nè bà con, ngang cân lại. Mấy ngày bán cũng kiểu cũng kỹ á. Còn nếu khách hàng ở xa mà không có điều kiện á, đến đây mua hàng á, thì bên mình có dịch vụ đi chợ, thì bà con cứ trả tiền dịch vụ cho em là em ship đến nơi cho bà con luôn. Nhưng mà có điều á, là thịt gà này nó hơi mắc tiền á, thì quý anh chị em nếu tin tưởng mình á, thì cứ gửi tiền vô tài khoản rồi mình lên đơn rồi đến đây mua cho bà con. Ví dụ ở đây nè, ví dụ nha bà con, nói cái này là ví dụ bên cái dịch vụ của mình là giá, chứ còn cái cách dịch vụ mình á, thì mình nói sao là mình vẫn giữ y cái lời hứa lời nói của mình. Thì cái ví dụ của mình á, là cái gốc tư này là 45.000, thì mình vẫn mua cho bà con là giá 45.000, tính giá 45.000. nếu á, mà nó mua gà mà kiểu như nửa đêm như vậy nè, mà bà con á mà mua á, là 50 kg nha quý vị, 50 kg thì mình mới lãnh. Thì tại vì á, cái dịch vụ của mình mà trong nội thành á, khu vực mà cách mình cả chừng mười mấy 20 cây số gần á, quận 3, quận 5 này khi đồ vậy đó, là nếu kích hoạt bên cái dịch vụ mình á, là 200.000 nha bà con. Nếu mà nói mua thịt gà này nè là 200.000 là mình ra đây mình mua theo ý của bà con là ship đến nơi luôn là 200.000 cho 50 kg, và bà con mua 20 kg cũng phải trả cho em 200.000. Tự gì á, là cái kích hoạt dịch vụ với lại mua này mình phải đặt trước chứ, không có phải mà đi sớm đi trễ mà ra mà nó có đâu, khó lắm. Dành hết á, dành hết á đó. Đó, cái nhỏ đi ra đường đó là cái kiểu như đó, bà con mà muốn mua cái nhỏ này nè là mình phải đặt trước rồi mình ra mình cũng phải dành. Ở đây hai hậu cũng bán công bằng, thấy mặt đặt tên á, chứ không phải mà nói mình về ấy được đâu. Mình phải đặt rồi mình phải ra đúng giờ là mới có dành cho mình, chứ mà không phải đặt là sáng ra mà lấy là không có đâu. anh suốt hết á, cái kiểu như mình đặt này nè cho bà con, ví dụ bà con lấy 20 kg gốc tư, rồi 20 kg cánh nhỏ cánh lớn gì đó, 1 kg bao nhiêu cái cánh, 1 kg 10 cái cánh bao nhiêu vậy đó, rồi gốc tư nhỏ này nè rồi bao nhiêu, rồi là 1 giờ 12 giờ xe đổ xuống, tại vì mình đi mình nói ngay mình chơi ở đây cũng quen, cũng như là cũng cần nhà cái gì, thành ra là mình chạy ra mình lấy là giống kiểu mình lấy là trước chức á. Nhưng mà có cái là bà con không đi chợ được thì mới nhờ tới em, còn nếu mà bà con mà đi chợ được thì mình tự đi mình lựa cho nó an tâm quý vị. Còn nếu mà vấn đề gì đó mà bà con mà có kẹt á thì cứ gọi điện thoại, cái số điện thoại trên màn hình video đó là gọi em rồi chuyển tiền em rồi em mua cho, ship đến nơi luôn. Nếu bà con á, là cần á, 1 giờ mua, 2 giờ sáng, 3 giờ sáng thì ship tới nhà, là cho mấy em nó ship tới nhà luôn, lúc 2, 3 giờ sáng luôn, có lúc nào là ship đến lúc đó luôn, kiểu như là hàng về, cái đó mình tùy thuộc theo hàng hay hậu thì nó ngay hôm nay là chưa 1 giờ là tới, mà nếu mà duy trì được vậy hoài thì kiểu như là lựa xong nãy giờ đi là ship tới cho bà con là quận nhất luôn, thì 3 giờ tới 4 giờ sáng là mua bên dịch vụ mình là ship tới nơi luôn, nếu là ví dụ là quận nhất. Còn hàng này là nóng bốc khói nha bà con, hàng này là lên công ty á, là người ta làm là nóng bốc khói á, đem về chứ không có mà đông lạnh gì, bà con cứ an tâm vấn đề đó.
giặt nụ giật trên công ty chứ không phải mà nó dễ được cái đóng hàng đâu nha bà con. Rồi video của em xin kết thúc tại đây. Thì video này, nội dung cái video này thì cập nhật một số mặt hàng gà công nghiệp tại chợ đầu mối Hóc Môn lúc 1 giờ sáng. Là góc tư này, là nãy góc tư này nó 45 anh ta, quên, năm góc tư này chiều nay cánh mới 66 phải không? Góc tư này là năm mấy, 55 hả? Công tư này 54 hay 55? 54. Công tư này là 54. Thì mình nãy mình nói cái ví dụ rồi quên. Cái này nè mới 45, cái ức gà này mới 45 nè. Đó. Đùi tỏi với lại cái cánh gà là 66.000. Chân gà thì có 3 loại 45.000, 50.000 và 75.000 đồng một ký. Đó thì mặt hàng á, bà con thường quan tâm á, là gốc tư, đùi tỏi và cánh gà. Rồi thông tin đến chi tiết cái thời gian, lúc nào ở đây có hàng, gửi đến cái thông tin đến quý cô chú anh chị em quan tâm là lúc nào có hàng, hàng về lúc nào để bà con nắm bắt được cái thông tin đến mua hàng để về kinh doanh cho hiệu quả. Rồi video của em đến đây xin kết thúc. Nếu quý khách hàng, quý vị khán giả thấy video này có ích và ý nghĩa thì xin hãy nhấn đăng ký kênh để kênh được phát triển, và nhớ bấm vào cái chuông để nhận được thông báo khi kênh có video mới nhất. Xin cảm ơn quý khách hàng, quý khán giả đã xem video này. Chào tạm biệt quý khách hàng, quý khán giả. Hẹn gặp lại quý khách hàng, quý khán giả ở video tiếp theo. Bye bye. Khán giả mình giờ chắc cũng còn là thách soi rồi, cười lắm, vui lắm, làm video là vui lắm bà con.